CBD, 180 hợp chất trong cây gai dầu với công dụng trị tiểu đường, ngăn ngừa khối u và bồi bổ sức khỏe. Do đó, United Pharma Lab, công ty hàng đầu cung cấp các sản phẩm làm từ hợp chất CBD, đã cho ra mắt dòng sản phẩm Live CBD đặc biệt được sản xuất hoàn toàn tại Hoa Kỳ với công nghệ tiên tiến và được chứng nhận GMP. Kem Live CBD Radiation Relief sẽ thúc đẩy quy trình hồi phục da, tái tạo sự mềm mại và giữ dai cho da khi bị những tổn thương do quá trình xạ trị đem lại. Full Spectrum Peppermint Drops và Liquid Capsules sẽ làm ức chế sự tăng trưởng của các khối u và tế bào ung thư, giảm bệnh động kinh, co giật và giảm lượng đường trong máu. Pain Relief Oral Spray sẽ giúp giảm các cơn đau do căng thẳng, lỡ miệng, đau nhức do làm răng giả, niềng răng và các triệu chứng buồn nôn. Stress Relief Oral Spray sẽ điều trị căng thẳng và lo lắng kinh niên. Sleep Well Oral Spray sẽ đem đến cho bạn một giấc ngủ sâu và yên bình. Wellness Support Oral Spray có thể được sử dụng hàng ngày để tăng cường hệ miễn dịch và ổn định sức khỏe. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-800-678-5894 hoặc vào website livecbdusa.com. Live CBD, sức khỏe tốt hơn, cuộc sống đẹp hơn.